Xin kính chào cô chú anh chị em đang theo dõi kênh Thầy Vũ Thuốc Nam ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái một cái loại thuốc mà để ngậm răng. Thì răng thường là cái bị hỏng men răng, sâu răng ha, rồi nhức răng, sưng nú, viêm lợi gì đó ha. Thì mình có nghiên cứu được một cái bài thuốc gia truyền để mà mình ngâm rượu ha, rồi mình lấy cái nguyên liệu đó mình ngâm rượu và mình ngậm răng. Thì thay vì cái răng nó hư á, là mình phải đi chám hoặc là mình phải đi nhổ bỏ, nhức quá mình phải nhổ bỏ, thì cái tác dụng của thuốc ngậm răng đó thì nó diệt được cái sâu răng ha, nó diệt, nghĩa là nó giữ cái răng đó là không cho hư nữa. Và đồng thời nếu cái răng đó chết chỉ máu thì á, khi mình ngậm thì nó lấy những cái chỉ máu, hoặc là cái răng đó nó có cái nó đóng cái cao răng, cái vôi, rồi cái răng nó bị ố ha, thì mình ngậm như vậy thì nó sẽ giải quyết được hết luôn ha, vừa sâu răng, vừa bị cái cao răng ha, vừa bị ố vàng gì đó, thì mình ngậm như vậy thì bảo vệ cái răng lại ha. Thường thì hồi xưa cái giai đoạn mà ở tuổi của giống như Vũ vậy đó, thì hồi xưa uống mấy cái penicillin này kia đó ha, ambi đồ nhiều đó ha, cái tê tra, thuốc nhất là thuốc tê tra, tê tra silin đó, thì làm cho cái răng nó bị xấu, nó bị hỏng men răng ha, thì răng nó yếu dễ hư. Thì răng của Vũ cũng rất là yếu, nhưng mà nhờ ngậm được cái những cái rượu thuốc mà gia truyền mình làm đó ha, thì răng là nó vẫn đảm bảo được ha. Nhiều khi nó không có đó, những thuốc đó thì ở răng mình sẽ bị sưng, bị nhức rồi lên đó, ăn uống rất là khó khăn ha. Nhưng mà nếu mà nhổ bỏ hết lấy gì ăn ha, cho nên là mình ngậm mình giữ lại. Ở chừng nào mà nó bể hết ha, hay gì mình hãy tính sao ha. Nếu mà cái đương nhiên là cái răng thiệt nó sẽ tốt hơn cái răng giả. Thì hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi để mà chỉ các bạn cái cách để mà mình ngâm cái rượu thuốc mà ngậm răng để giữ cái răng lại ha. Để mà răng thì nói chung là nếu mà nó đủ nó nhai, nó sơ chế được thức ăn tốt thì đưa vô dạ dày thì nó sẽ làm việc hiệu quả hơn ha. Nếu mà răng không tốt là cái tiêu hóa nó sẽ cũng bị ảnh hưởng rất là lớn ha. Bây giờ mình sẽ đi ha các bạn. Cái nguyên liệu mà đầu tiên mình đi lấy ha, là cái vỏ cây xoài mình lên trên gừng á, mình gặp người ta gọi là mấy cây xoài cà lâm á, là xoài gừng á, mấy cây xoài mà nó không có trái ha, là mình lấy cái vỏ xoài. Thì cái vỏ xoài á, nó có cái chất ngũ ha, nó có cái khả năng là cái chất nó diệt khuẩn được ha. Cho nên là mình lấy vỏ xoài ha, mình lột cái vỏ xoài, thì mình lột một phần nào đó thôi, đừng có lột hết chết cây xoài ra nha. Chứ mình vô cái xoài gừng mà có đất của người ta thì mình phải phải xin đàng hoàng nha. Cái này xoài của mình nha. Chứ các bạn mà lột vỏ xoài ta mà nhiều quá mà chết cái xoài ta là ta chửi nha. Mình lột một phần vậy thì nó không chết đâu. Bạn muốn lột nữa thì mình lột mé bên kia ha, mình chia ra mình lột nha, chứ không có phải mà lột một bên một mà lấy hết của người ta cái xoài nó chết nha. Miếng vỏ xài vậy là cũng được rồi ha. Còn muốn lột nữa thì mình lột chỗ khác ha, mình lột xéo qua chỗ khác, xéo qua bên, mình lột hai miếng đi ha, miếng sợ nó ít quá ha. Nó khó quá thì mình dùng cái dao ha, còn cái này dùng cái búa mình đã lột được rồi ha. Vậy đó, từ từ nữa cái nó liền ra lại à, nó còn cái tầng li be ha, giữa vỏ với gỗ nó có tầng li be nữa nên nó tự nó liền ra lại. Nhưng mình lấy hai miếng, mình không có lấy liên tiếp chỗ một ha, tại vì cái mạch của người ta đi thì mình né qua một bên ha, ít ảnh hưởng. Rồi mình lấy được hai miếng vỏ xoài đó, xong một nguyên liệu rồi. Cái nguyên liệu tiếp theo á là vỏ cây sao đen ha. Mình lấy vỏ cây sao á, vỏ cây sao đen á là nó mình ngâm vô nó cũng có cái chất để mà diệt khuẩn ha, chất diệt khuẩn. Mình cũng đục mình lấy nha, cũng đục lấy vỏ ha. Vỏ cây sao á thì nó hơi cứng nè, hơi cứng là mình chịu khó mình lấy miếng vỏ ha. Cây xài nó dễ ăn hơn, còn cây sao thì nó khó ăn hơn nha.
nói chung nó cũng dễ lấy như xài vậy ha. Mình lấy một bên vậy ha, được miếng, còn mình lấy chỗ khác miếng nữa ha, đừng lấy có một bên một cái nó chết nha, mình né bên đó miếng, bên đây miếng, mình lấy hai bên giống như cây xoài nãy vậy đó. Lấy miếng này cũng đủ rồi ha, kệ lấy lớn nhỏ đi, ở nó ngâm nhiều thì mình xài được nhiều ha. Rồi mình được hai miếng giống như xài đó các bạn. Giờ tiếp theo là mình sẽ đi kiếm nguyên liệu khác nha. Rồi, cái nguyên liệu tiếp theo là sả ha. Sả này mình lấy cỡ sả bự cỡ 3 cây ha. Mình xả nhà mình có thì mình lấy ha, còn không có thì mình ra chợ mình mua, không thiếu gì ha. Nguyên liệu tiếp theo là xả ba cây xả. Rồi ba cây xả, bây giờ mình lấy đủ 5 cái nguyên liệu ha. Mới nãy là mình lấy vỏ xoài, rồi vỏ cây sao, sao đen ha, rồi ba cây sả là ba nguyên liệu. Cái nguyên liệu thứ tư á là cái cao khô ha, cao khô mình ta lát ra chỗ chợ mấy bà nó bán thuốc rê này kia đồ đó ha. Thì mình sử dụng á là coi như là cao khô này là khoảng 50-60 gram nha, nói chung khoảng nắm lớn á. Rồi vỏ xoài, vỏ sao, ba cây sả. Với cái nguyên liệu thứ năm là cái phèn mà mình phi thành bột ha. Thì ví dụ như phèn mà chua là nó có tính axit thì nó sẽ làm mòn hư cái răng mình ha, còn khi mình phi về thì nó mất cái tính axit rồi, thì giác này nó yếu đi, nó sẽ làm nhiệm vụ là lấy cái vôi ra, cái vôi với cái cao răng. Thì tác dụng của phèn là nó sẽ lấy ha. Liều lượng thì mình lấy cỡ như mình ngâm cỡ 4 lít rượu ha, thì mình ngâm 4 lít rượu thì cỡ một muỗng cà phê này thôi, coi như là cỡ 1% ha. Rồi còn về cái xoài á, cái vỏ xoài với vỏ sao thì nó tương đương là khoảng 120 gram ha, 120 gram là được ha. Thì mình về á mình cạo vỏ ra ha, mình cạo sạch cái vỏ bì bên ngoài. Rồi nó dài quá thì mình cắt lại, mình đã cạo sơ chế rồi, mình cắt cho nó ngắn lại chút. Rồi mình dùng khăn mình lau sạch nha, để nhiều khi cái bụi đó ha, cái bụi nhỏ sau này là mình ngậm nó không có được, ngậm nó dướng miệng, nó cộm miệng ha, mình lau sạch. Rồi mình lau sạch xong á là bắt đầu mình để vô mua cái bình này, bình này bình 5 lít ha. Đó, bình 5 lít. Mình chắc mấy nguyên liệu vô. Sả nó dài quá thì mình nhấp sả ra ha. Ba cây sả, mình để ba cây sả vô. Rồi tiếp theo là mình đổ cao vô ha. Này cao khô ha. Cái trái cao người ta lát ra người ta phơi khô đó. Rồi như vậy là gì? Rồi mình để thêm cỡ một muỗng cà phê phèn phi ha, phèn này đã phi rồi, phi phần gọt rồi ha, coi như là tỷ lệ là 1%. Rồi như vậy là cái sả nó thơm nha, nó khử cái mùi hôi. Còn xoài với vỏ sao là nó diệt khuẩn, còn phèn nha thì nó lấy cái vôi răng cao răng. Vậy thì cái rượu ngậm răng này sau khi mình để đủ 5 cái nguyên liệu thì mình cho rượu vô ha. Mình mua rượu là rượu ngâm, rượu thuốc là rượu 40 độ ha. Mình ngâm. Mình đổ gần đầy bình vậy ha. Rồi mình ngâm. Sau này nếu nó có cặn thì mình lược lại ha. Có cặn thì sau này mình lược lại. Vì mình ngâm như vậy cỡ
cỡ bao lâu là xài được? À, ngâm như vậy là cỡ nửa tháng tới một tháng ha, là mình xài được. Rồi mình đậy nắp kính lại ha, rồi mình lấy viết mình ghi ngày lại ha, tại vì nhiều khi ở nhà mình ngâm rượu nhiều thứ quá đó, mình phải lấy viết mình ghi ngày lại. Ví dụ bữa nay là ngày 12 tháng 7 ha, năm 2002, mình ghi cái này là rượu ngậm răng ha, để thôi nhiều khi mình ngâm đủ thứ hết trơn nó lộn ha. À, rượu ngậm răng rồi mình ghi vậy đó, mình kín chỗ, mình để có nơi có chỗ, mình chờ ha, cỡ 10 bữa nửa tháng mà mình xài được. Thì ở đây mình cũng giới thiệu luôn, hướng dẫn cái cách sử dụng luôn ha. Ví dụ mình ngâm á là cỡ một tháng á, là màu nó đậm gì nè, nó ra đậm gì nè đó, thì mình sử dụng sao cái rượu ngậm răng là không uống được nha. À, tuy nhiên mình ngậm á là mình khi mà sáng thức dậy đó, mình trên giường mới bước xuống sáng dậy đó, mình gót nắp này nè ha, mình gót ra tương đương một nắp này gần đầy thôi, đầy quá nó tràn nha. Rồi sau đó là mình ngậm vô trong miệng, mình uống vô trong miệng cho đầy cái miệng của mình ha, thì mình ngậm đó, mới ngậm vô nó sẽ cay ha, và chừng nào nó hết cay là mình phun ra bỏ ha, mình phun ra bỏ rồi mình đó là mình đi đánh răng. À, thì tác dụng của cái rượu này á, là nó giữ cái răng, nó bảo vệ răng của mình, nó bảo vệ răng sâu này kia đó ha, nhức răng rồi ha, sưng nú rồi đó ha, rồi cái răng mình bị vôi, bị cao răng ha, thì để bảo vệ được cái răng, để cái răng thật của mình đó, nó còn, còn nếu mình đi nhổ bỏ thì nó ổn ha, hoặc là mình chám thì cũng là tình thế thôi. Thì tổng hợp lại năm cái vị này thì nó sẽ hỗ trợ bảo vệ cái răng của mình ha, bảo vệ răng miệng của mình, để cái răng mình sử dụng lâu. Thì răng miệng mình mà còn thì mình ăn uống mình nhai kỹ thì thức ăn nó tiêu hóa có hiệu quả, hấp thu có hiệu quả thì sức khỏe chúng ta tốt. Còn nếu mà nhứt răng mà mình nhổ mình bỏ hết là sau này là cái tiêu hóa mình cái giai đoạn ở khoang miệng là nó biến đổi lý học không tốt, thì tiêu hóa sau này hóa học cũng không có tốt, không có hết nha, không có triệt để. Thì đây là cái kinh nghiệm mà bài thuốc mình đã làm mình cho bà con ngậm răng là mấy năm nay nha. Thì xin chia sẻ cái kinh nghiệm quý này đến các bạn, nếu các bạn có điều kiện thì các bạn ngâm, còn các bạn không có điều kiện đó, thì các bạn lại mình xin mình ngâm mình cho miễn phí, không có tính tiền ha. Nếu các bạn có yêu quý kênh đó, thì các bạn ủng hộ kênh Thầy Vũ Thuốc Nam, rồi nhấn chuông để đăng ký theo dõi những cái video tiếp theo. Xin chào và cảm ơn các bạn.